Xin kính chào quý vị và bà con. Hôm nay tại clip này thì công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh sẽ giúp bà con phân biệt giữa hai dòng máy ép cảm biến S200 và máy ép cảm biến S150. Phía bên tay trái, trước máy màu xanh non chuối là máy ép cảm biến S200, còn bên phải là máy ép cảm biến S150. Vậy hai máy có gì giống và khác nhau, cần lưu ý gì trong việc lựa chọn hai dòng máy này? Về kích thước của hai máy là hoàn toàn khác biệt, chính vì vậy mà kích thước linh phụ kiện như mặt sàng của hai máy cũng khác nhau. Sàng máy ép cảm biến S200 có kích thước đường kính là 20 cm, còn máy ép cảm biến S150 có kích thước đường kính là 15 cm. Đây chính là yếu tố quyết định về năng suất của máy. Vì vậy, trong quá trình làm việc cùng một vòng quay, máy ép cảm biến S200 lượng cám làm ra sẽ cao hơn và cho ra năng suất 150 đến 250 cân một giờ, cao hơn hẳn so với máy ép cảm biến S150 cho ra năng suất chỉ với 100 đến 150 cân một giờ. Điều khác biệt thứ hai là về motor và nguồn điện sử dụng. Máy ép cảm biến S200 sử dụng động cơ 4 đến 5.5 kW của động cơ Hà Nội kết hợp cùng với nguồn điện công nghiệp 3 pha 380V. Còn với máy S150 sử dụng động cơ 3 đến 3.5 kW của toàn phát. Và đây là dòng máy duy nhất sử dụng nguồn điện dâm dụng 1 pha hay một số nơi còn gọi là điện 2 pha 220V. Điều khác biệt lớn nhất là về nguyên lý hoạt động. Máy S200 khi hoạt động mặt sàng sẽ đứng im, còn quả lô sẽ quay tròn với tốc độ cao giúp trộn, nghiền ép các nguyên liệu đẩy qua mặt sàng, giúp cho quả lô tiếp giáp với mặt sàng. Còn với máy ép cảm biến S150 thì nguyên lý hoạt động lại là mặt sàng quay tròn kéo theo hai quả lô bánh răng quay tròn tại chỗ. Về chức năng cơ bản của hai máy, chúng đều có thể nghiền ép được các nguyên liệu thô như ngô hạt, đỗ tương, cua, cá, ốc, rau bèo trong cùng một quy trình để tạo ra thành những viên cám chắc mịn cho vật nuôi. Chúng ta đều có thể tùy chỉnh độ dài ngắn của viên cám, nâng dao cắt cám lên để viên cám ngắn và hạ dao cắt cám xuống để viên cám dài. Với máy S150 thì hệ thống dao cắt cám nằm ngay trước cửa xà cám. Còn với máy S200 thì hệ thống dao cắt cám được nằm bên dưới mặt sàng. Vì vậy mà trước khi hoạt động, quý khách cần điều chỉnh dao cắt cám phù hợp rồi mới lắp mặt sàng cần thiết và sử dụng máy. Nhờ sử dụng hệ thống cầu hộp số Visai ô tô giúp giảm nhẹ tải cho motor kết hợp với hệ thống bệ chắc chắn mà máy hoạt động vô cùng êm ái, hạn chế rung lắc tối đa. Máy có thêm 4 bánh xe bằng cao su đặc giúp máy di chuyển cực kỳ dễ dàng, giúp bà con có thể di chuyển đến mọi nơi. Qua clip trên, chúng tôi mong rằng bà con sẽ có thể chọn được cho mình một dòng máy phù hợp để sử dụng. Máy ép cảm biến S200 phù hợp cho các trang trại chăn nuôi nhỏ, hộ kinh doanh cám hoặc các hộ chăn nuôi có nguồn điện 3 pha. Với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ có nguồn điện 1 pha có thể sử dụng máy ép cảm biến S150. Và bà con lưu ý, khi mua máy ép cảm biến tại công ty Bình Minh thì trong máy chỉ có một mặt sàng là 3 ly, 4 ly hoặc 5 ly. Ngoài ra, công ty còn có đa dạng các mặt sàng khác, nếu bà con cần thêm có thể mua thêm. Máy được bảo hành 6 tháng và hỗ trợ kỹ thuật trọn đời. Motor chính hãng 100% dây đồng hoặc quý khách có thể tự mua motor riêng để tiện cho việc bảo hành. Mọi thắc mắc về máy, bà con có thể để lại ở phần bình luận phía bên dưới hoặc gọi trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình. Nếu thấy clip hay và bổ ích, bà con có thể nhấn vào quả chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo về clip mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc bà con chăn nuôi thành công.